Đó, TV mình bây giờ là thành một cái TV thông minh, có thể lên mạng, lướt web, chơi game, các kiểu thoải mái luôn. Hello, chào mọi người, rất vui được gặp mọi người trong video tiếp theo của Quân nha. Thì hôm nay Quân có đặt ở trên mạng một cái box TV, và hôm nay cái video này Quân sẽ làm một cái TV của mình để cũ thành một cái TV thông minh nha mọi người, để lên mạng đó xem YouTube rồi chơi game các kiểu luôn. Cái box TV này thì Quân đặt ở trên Shopee, có giá là 486.000. Thì Quân cũng mới nhận ngày hôm qua. Thì đây là cái Android TV Box Magixi N5 nha mọi người. Chip là S905X, Android hệ 9.0. Cái này phiên bản của nó là 2GB, còn bộ nhớ trong 2GB, bộ nhớ trong là 16GB nha mọi người. Đóng gói khá là chắc chắn luôn mọi người. Shopee thấy mình mua hàng cũng nhiều rồi, mình thấy cũng uy tín cho nên mình cũng đặt hàng trên Shopee luôn. Bây giờ mình sẽ khui cái bọc này ra nha. Đây, đây nó có kèo, mình cắt theo làm kèo. Ở trong nó có thêm một lớp nữa mọi người. Đây, trong này nó có thêm một lớp bọc mà để chống sốc mọi người. Shop làm đóng gói cũng rất là ok luôn. Đó, giờ mình sẽ cắt cái lớp này ra nữa. Đây mọi người thấy cái body của cái magazine N5 này rất đẹp luôn mọi người. Đó, cái hộp này mọi người nè, thấy không? Quá đẹp. Ở đây mình mua cái phiên bản là RAM 2GB nha mọi người. Có thể xem video 4K 60fps luôn. Đó, nếu mà mọi người muốn chơi game mạnh chút xíu nữa, chơi Free Fire, PUBG đó, thì mọi người hãy mua cái magazine N5 Max nha. N5 Max mà RAM 4GB, chơi bảo đảm rất là mực luôn. Đó, bây giờ mình sẽ khui hộp cho mọi người xem. Wow, trước tiên là mình thấy cái phiếu bảo hành là mình thấy ok nè mọi người. Đó, trung tâm bảo hành của Magixi tới tháng 12/2020. Đây, mình để vào một bên. Đây là con Magixi N5 của mình đây. Đó, đóng gói khá là đẹp. Đây là cáp HDMI. Đây là cái remote nè mọi người. Còn đây là một cái cục sạc. Đây, Magixi N5 mình chỉ có nhiêu thôi. Nếu mà mình xài cái TV đời cũ á, thì mình sẽ mua kèm một cái dây AV nha mọi người. Dây AV như thế này đây. Đó, dây AV là một cái Z3.5 ra ba cái cổng này nè, là mình mới xài được cái TV đời cũ. Còn cái HDMI này nè, mình sẽ xài cho những cái TV to siêu mỏng bây giờ nhưng mà không có wifi mọi người, không có mà lên mạng được á, thì mình mới xài các cổng HDMI. Đó, còn TV điện cũ thì xài cổng này. À mọi người nha, nhìn nè. Đó, cái cổng này mới xài TV điện cũ được. Còn ở đây thì shop thì kèm một cái remote. Đó, một cái remote cũng khá là dễ thương, bé bé xinh xinh. Còn cái con Magixi của mình nè mọi người. Đó, giờ mình bóc siêu luôn cho mọi người xem nha. Quá đẹp. Bóng hới luôn. Ở đây thì nó có cổng USB. Ở đây là cổng USB nè mọi người. Một cổng USB nè. Một cổng này để là kim thể nhớ nè. Bên đây là cổng USB luôn. Và được hai cổng, khá là tiện lợi luôn. Cái này mình có thể ghim chuột hoặc là bàn phím vô cũng được. Bên đây thì cái cổng này là cổng jack nguồn. Còn cái cổng này là cổng HDMI. Cổng này là AV. Và cổng này là cổng mạng LAN. Còn cổng về này bên đây là sử dụng cái gì mình cũng không biết luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cáp cho mọi người xem nha. Nếu mà mọi người xem video thấy hay thì mọi người hãy like và đăng ký kênh để
hãy xem những video thú vị của mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắp vào TV nha mọi người. Đây là mình gắp với cổng AV trước đi. Cái dây AV á, đây mình ghi với cổng 3.5 này nè, vô cái lỗ nhỏ AV nè mọi người, thấy không? AV nằm đây, mình sẽ ghim vô. Đơn giản mà, cái này cũng dễ lắp ráp thôi. Và tiếp theo là cổng nguồn. Đây, mọi người thấy cái sắp nguồn ở đây nè, DC nè, ghim vô. Còn cái cổng HD bên đây nè, là mình để là sử dụng cái HDMI á mọi người. Đó, mình không, nếu mà mình không có xài dây AV thì mình xài HDMI cũng được. Ở đây mình xài đề cũ thì mình sẽ sử dụng dây AV. Đây là chiếc TV đề cũ của nhà mình nè mọi người. Đó, TV này xài rất là bền luôn nha, mười mấy năm mọi người mà chưa có hư. Bây giờ mình muốn nâng cấp nó thành một cái chiếc TV thông minh thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt vào cho mọi người xem nha. Đó, mọi người thấy mấy cái cổng AV chỗ này không? Đó, cổng vàng, cổng trắng, cổng đỏ đó là mấy cổng nó để kết nối vào cái con TV box của mình đó. Giờ mình sẽ quay gần cho mọi người xem nha, cái cách kết nối như thế nào. Cái cổng vàng này nè là mình sẽ kết nối vào cái cổng vàng luôn, màu nào theo màu đó nha mọi người, trắng thì trắng, vàng ra vàng, đỏ ra đỏ. Đó, kết nối vào gì là được rồi nè. Hai cổng đỏ với cổng trắng là cái cổng âm thanh thôi, mình để sức vào cái âm ly của mình cũng được, để hát karaoke gia đình cũng được. Nói chung là cái này cũng rất là tiện luôn, để karaoke lên mạng, chơi game cũng được. Đó, mình ghim vậy là xong rồi đó. Giờ mình ghim điện vô là mình sử dụng thôi. Giờ sẽ test cho mọi người xem nha. Đó, nhờ cục TV box này mình để dưới đây. Này mình sẽ ghim điện. Giờ mình ghim cái TV box vào cái màn hình sẽ nhảy lên, nó đang khởi động đó mọi người. Matchbox. Quay trong đây nó hơi mờ, mọi người thông cảm nha. Ok, bây giờ cái TV của mình đã kết nối thành công rồi mọi người. Đó, TV mình bây giờ là thành một cái TV thông minh, có thể lên mạng, lướt web, chơi game các kiểu thoải mái luôn. Đó, do cái điện thoại mình quay vô cái màn hình TV mọi người là nó sẽ bị giật thôi, chứ không phải là do cái TV giật nha. Hoàn toàn cái TV mình sử dụng rất là ok luôn. Đó, bây giờ mình sẽ đăng nhập YouTube rồi nè. Giờ mình sẽ bắt video cho mọi người xem nha. Bắt video chuột đồng nha, chuột đồng nướng không ngon không tính tiền. Nhấp vô. Ok. Matchbox này có thể lên xem TV luôn nha mọi người, trực tiếp luôn. Đó, mấy cái tin video này là cũng luôn nè, ở trên YouTube nè. Nhưng mà sao nhưng mà chỗ hay thì ba nhìn nhất mình giật hai bên hai hai khác nè, kéo xuống chọn video nè mọi người. Cái này làm gì không thôi chỗ các kiểu gì nướng chỗ nướng hà nướng sao video bong bóng này. Cái này mình có thể ghim vô cái âm ly mình hát karaoke gia đình rất là tiện lợi.
bắt YouTube hoàn toàn trên TV đời cũ. Đó. Tin được không?